là một trong những tỷ phú có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Những phát ngôn về triết lý sống của Jack Ma luôn gây được sự chú ý. Người ta tò mò về cách vị tỷ phú này suy nghĩ, cũng như những định hướng trong công việc của ông. Gần đây, trên phương tiện truyền thông xã hội, Jack Ma cho biết ông tán thành với văn hóa 996, một văn hóa làm thêm giờ vốn gây ra rất nhiều tranh cãi ở Trung Quốc. Jack Ma, làm việc 12 tiếng một ngày là một vận may. Jack Ma là một vị doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc. Ông trùm công nghệ nổi tiếng sinh ra trong một gia đình nghèo khó và không thành công trong học tập. Ông cùng 17 người bạn của mình thành lập Alibaba năm 1999 với số tiền 60.000 đô la Mỹ. Trải qua nhiều năm phát triển, Alibaba đã trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Trung Quốc. Phát ngôn của giám đốc điều hành 54 tuổi gây chú ý trên tài khoản Weibo công ty. Tại đó, ông đưa ra những ý kiến của bản thân về con số 996 đưa ra cho nhân viên của Alibaba. Jack Ma cho biết ông chưa bao giờ hối hận khi làm việc 12 giờ mỗi ngày. Theo Jack Ma, 996 không đơn giản chỉ là văn hóa làm thêm giờ. Con số 996 nói tới thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, tương đương 12 giờ mỗi ngày và 6 ngày mỗi tuần. Văn hóa này được cho là phổ biến ở các công ty công nghệ, dù lớn hay nhỏ tại Trung Quốc. Jack Ma cho biết ông không có ý định bảo vệ ý kiến về việc làm thêm giờ. Thay vào đó, ông muốn vinh danh những nhân viên làm việc chăm chỉ trong khoảng thời gian ấy. Với Jack Ma, mọi người đều có quyền lựa chọn lối sống của riêng mình. Tuy nhiên, ông tin rằng những người làm việc ít thời gian sẽ không nếm trải được hạnh phúc và thành quả của sự chăm chỉ. Cá nhân tôi nghĩ rằng 996 là một đặc ân. Làm thế nào để bạn đạt được thành công mà bạn muốn không bỏ ra công sức và thời gian, Jack Ma nói. Với suy nghĩ này, Jack Ma mong muốn bất kỳ nhân viên tương lai nào của Alibaba cũng đều sẵn sàng làm việc 12 giờ mỗi ngày nếu họ muốn thành công. Phản ứng dữ dội từ nhân sự ngành công nghệ tại Trung Quốc. Trước ý kiến của vị tỷ phú nổi tiếng, rất nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra. Phần lớn số đông bày tỏ sự phẫn nộ, trong đó phải kể đến những nhân viên ngành công nghệ. Họ cảm thấy yêu cầu và suy nghĩ của ông là quá đáng và bóc lột sức lao động. Những bình luận chỉ trích tập đoàn Alibaba của Jack Ma, giống như nhiều tập đoàn lớn, chỉ biết vắt kiệt sức lao động của con người vì tiền bạc. Với từng ấy giờ đồng hồ làm việc, con người không còn thời gian dành cho gia đình, bạn bè, vui chơi, chăm sóc người thân hoặc tận hưởng cuộc sống. Bạn đã bao giờ nghĩ về những người già hay những đứa trẻ ở nhà cần được chăm sóc hay chưa? Trích từ bình luận của một người dùng Weibo. Một bình luận khác lại cho hay, nếu tất cả các doanh nghiệp thực hiện văn hóa 996, thì sẽ không có ai có con cả vì họ không có thời gian. Jack Ma, nếu bạn không yêu thích công việc của bạn, mỗi giây phút sẽ đều là cực hình. Dù vấp phải nhiều phản hồi tiêu cực, nhưng ý kiến của Jack Ma vẫn đúng ở một điểm. Đó chính là nếu bạn làm công việc mà bạn yêu thích, 996 không phải là vấn đề. Về bản chất, Jack Ma muốn đề cao những con người làm việc chăm chỉ. Đồng thời, yêu cầu của Jack Ma là phù hợp trên cương vị là người sáng lập và vận hành một tập đoàn lớn mạnh như vậy. Chắc hẳn Jack Ma muốn bắt đầu từ những đòi hỏi cao, bởi thành công đến với con người không hề dễ dàng. Hãy làm việc bằng tất cả những gì mình có, kể cả có thể từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, chứ không phải là quy luật ngầm 996 kia. Điều này không cổ suý cho lối làm việc bán sống bán chết. Jack Ma dường như chỉ muốn nhân viên của mình trở nên cạnh tranh hơn. Lý thuyết sự nỗ lực đem lại thành công vốn không sai. Thực tế có thể cho thấy những người thành đạt luôn làm nhiều hơn những gì họ được giao. Và trên hết, họ làm bằng nhiệt huyết của mình. Truyền thông chưa hiểu rõ được luận điểm này trong ý kiến của Jack Ma. Tuy nhiên, ông vẫn nói, văn hóa 996 thật sự phải là dành thời gian để học hỏi, suy nghĩ và cải thiện bản thân. Và nếu bạn không yêu thích công việc của mình, mỗi giây phút làm việc đều là cực hình. Khi một người chăm chú, đam mê một thứ gì đó, họ có thể hoàn toàn quên mất thời gian. ...996 trong công việc, 669 trong đời sống riêng tư. Bên cạnh quan niệm làm việc 996, Jack Ma cũng gây chú ý với ý kiến 669 trong đời sống riêng tư. Tại Alibaba, nên nguyên nhân gây ra ung thư buồng trứng. Ông cũng đưa ra lời khuyên 669. Con số này đề cập đến việc làm chuyện ấy 6 lần trong 6 ngày mỗi tuần. Thói quen này kéo dài càng lâu càng tốt, vì số 9 đại diện của cuộc sống lâu dài của người Trung Quốc. Trong một đám cưới của nhân viên Alibaba, Jack Ma đã phát biểu, 669 là gì? 6 ngày, 6 lần và lâu hơn chính là chìa khóa. Số đông khách mời là nhân viên Alibaba ngày hôm đó dường như rất tự hào trước phát biểu nhạy cảm này của ông chủ. Sau đó, họ đã trích nguyên văn lời của ông đăng lại trên tài khoản Weibo chính thức của công ty. Quan niệm này lại một lần nữa vấp phải ý kiến trái chiều từ người dùng mạng xã hội, phần lớn là những người không quan trọng việc có con trong hôn nhân. Mặc dù đề cao văn hóa làm việc 996, nhưng Jack Ma cũng không quên nhắc nhở những nhân viên của mình tận hưởng cuộc sống. Ông tin rằng việc có con là một khoản đầu tư tốt hơn so với việc mua nhà hiện nay.
Jack Ma cho biết, hôn nhân không phải để mua nhà, không phải để mua xe mà là để có con, để tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Đứa trẻ là vô giá, luôn phải nhớ rằng mọi thứ có thể là của người khác và tất cả có thể là giả, chỉ có đứa con là chân thật, phải có thêm con. Đừng quên theo dõi kênh Tony Xin Chào để được cập nhật thêm về các xu hướng kinh doanh công nghệ, cũng như các bài học quý giá về kinh doanh và khởi nghiệp từ các doanh nhân Việt Nam và thế giới bạn nhé.